Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các đối tượng gồm Nguyễn Anh Ngọc, ngụ phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung, ngụ phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng và Phạm Quang Dũng, ngụ quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hai trong số 3 người nói trên đang công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giúp việc cho lãnh đạo thành phố. Về việc các đối tượng nêu trên chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến lĩnh vực nào, cơ quan nào và mức độ nghiêm trọng ra sao, một lãnh đạo Bộ Công an nói sự việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ và sẽ sớm công bố trước dư luận.